bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, kết quả thăm dò được công bố vào ngày 30 tháng 7 cho thấy Phó Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã giành lợi thế trước đại diện Đảng Cộng hòa Donald Trump tại 6 trên 7 bang chiến địa kể từ khi Tổng thống Joe Biden dừng nỗ lực tranh cử. Cuộc thăm dò của Bloomberg News, Morning Consult được tiến hành trực tuyến từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 7, cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump ở bang Michigan với 11 điểm phần trăm, trong khi ở các bang Arizona, Wisconsin và Nevada là 2 điểm phần trăm. Ông Trump dẫn trước đối thủ ở Pennsylvania với 4 điểm phần trăm và ở North Carolina với 2 điểm phần trăm. Riêng tại bang Georgia, hai bên nhận được sự ủng hộ ngang bằng nhau. Wisconsin là bang duy nhất trong 7 bang mà ông Trump đã thu hẹp khoảng cách với bà Harris. Trong cuộc thăm dò của Bloomberg, Morning Consult được tiến hành từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7. Ông Trump dẫn trước ông Biden ở Arizona với 3 điểm phần trăm, ở Georgia với 1 điểm phần trăm, ở Nevada với 3 điểm phần trăm, ở Bắc Carolina với 3 điểm phần trăm và tại Pennsylvania với 7 điểm phần trăm. Cuộc thăm dò cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden dẫn trước ở Michigan với 5 điểm và ở Wisconsin với 3 điểm phần trăm. Sai số trong cuộc thăm dò từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 là 3 điểm phần trăm ở Georgia và Pennsylvania, 4 điểm phần trăm ở Arizona, Michigan, Bắc Carolina và Wisconsin và 5 điểm phần trăm ở Nevada. Nhóm hỗ trợ tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ triển khai một chiến dịch quảng cáo rầm rộ với 10 triệu đô la Mỹ tại 6 tiểu bang chiến trường trong tuần này để nỗ lực giảm bớt sự nhiệt tình của các cử tri và quyên góp cho đối thủ Kamala Harris. Đây là đợt quảng cáo lớn nhất của ông Trump kể từ tháng 1 năm nay, thời điểm ông vẫn đang cạnh tranh với các đối thủ trong đảng để giành được đề cử. Từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử và ủng hộ cấp phó, bà Kamala Harris nhanh chóng củng cố sự ủng hộ trong Đảng Dân Chủ và các nhà tài trợ lớn. Bà cũng đang khơi dậy một nguồn năng lượng mới trong nhóm các cử tri trẻ mà ông Biden phải vật lộn để lấy lòng. Sau nhiều tháng tấn công vào sức khỏe và sự minh mẫn của Tổng thống Biden, nhóm của ông Trump phải tìm một thông điệp mới để chống lại bà Harris khỏe hơn và năng động hơn khi chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống. Ngày 29 tháng 7, ông Trump, 78 tuổi, đăng quảng cáo trên mạng xã hội Truth Social bằng cách dùng chính những phát biểu của bà Harris trong các cuộc phỏng vấn và sự kiện trước đây để miêu tả bà là một người theo chủ nghĩa tự do cực đoan, không đồng cảm với người Mỹ bình thường, đặc biệt là ở vùng vành đai rỉ sét. Đáp lại, bà Harris cáo buộc nhóm của ông Trump nói dối về hồ sơ của bà. Người phát ngôn Sarafina Chitika khẳng định, Phó Tổng thống Kamala Harris là một nhà lãnh đạo chủ chốt đã thúc đẩy việc thông qua chương trình nghị sự lịch sử và được nhiều người ủng hộ của chính quyền Biden-Harris. Từ khi trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, bà Harris tập trung vào các bản án trọng tội mà ông Trump phải đối mặt trong phiên tòa xét xử vụ trả tiền bịt miệng ở New York và các cáo buộc hình sự khác mà ông đang phải đối mặt. Bà cũng mô tả đối thủ là người gây ra làn sóng áp dụng các biện pháp cấm phá thai ở những bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo trên khắp cả nước. MAGA, một siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Trump, đã khởi động chiến dịch quảng cáo song song sau khi đưa ra tuyên bố vào tuần trước rằng họ sẽ chi 32 triệu đô la Mỹ ở 3 bang để chỉ trích bà Harris. Khác với các nhóm hỗ trợ tranh cử, siêu ủy ban hành động chính trị không chịu giới hạn nào về quyên góp nên những nhóm này thường có nhiều tiền hơn để sử dụng, nhưng họ không được phép phối hợp với các nhóm hỗ trợ tranh cử về chiến lược. Future Forward, một siêu ủy ban hành động chính trị siêu cấp của Đảng Dân Chủ cho biết đang khởi động nỗ lực trị giá 50 triệu đô la Mỹ để vận động cho bà Harris ở Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin, tức là 6 bang sẽ đóng vai trò then chốt, quyết định kết quả cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Ngày 28 tháng 7, nhóm hỗ trợ bà Harris cho biết đã huy động thêm được 200 triệu đô la Mỹ tiền quyên góp cho quỹ vận động tranh cử. Thưa quý vị, theo kết quả của một cuộc thăm dò mới, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hầu như đã xóa bỏ khoảng cách dẫn trước 6 điểm của ông Trump trong cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ. Tờ The Wall Street Journal và Telegraph đưa tin, cuộc đua vào Nhà Trắng đang có sự cân bằng khi khoảng cách dẫn trước 6 điểm của ông Trump so với Tổng thống Joe Biden đã bị thu hẹp xuống chỉ còn 2 điểm sau khi bà Kamala Harris lên thay thế ông Biden, trở thành ứng cử viên Tổng thống hàng đầu của Đảng Dân Chủ. Với biên độ sai số cộng hoặc trừ 3,1 điểm phần trăm, ông Trump và bà Harris hiện có vị trí ngang nhau trong cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Cả hai ứng cử viên ngày 27 tháng 7 đều thể hiện tốt. Ông Trump khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc vận động tranh cử ngoài trời, bất chấp lời khuyên của cơ quan mật vụ. Cách đây 2 tuần, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị ám sát hụt trong một sự kiện diễn ra ở ngoài trời tại Butler, bang Pennsylvania. Các cử tri da đen, người Mỹ Latin và cử tri trẻ tuổi đều thể hiện sự ủng hộ đối với bà Harris mạnh mẽ hơn so với ông Biden, 63% so với 51%. Đây là một phát hiện có thể giúp ích cho bà Harris ở các tiểu bang dao động quan trọng, bao gồm Arizona, Nevada, Georgia và Bắc Carolina. Tuy nhiên, cuộc thăm dò cũng chứa đựng một lời cảnh báo đối với bà Harris, đó là tỷ lệ ủng hộ 63% mà nữ phó tổng thống có được từ các cử tri không phải da trắng, vẫn thấp hơn con số 73% đã bỏ phiếu cho ông Biden 4 năm trước, mặc dù nó cao hơn mức 51% ủng hộ mà Tổng thống Joe Biden có được cho đến khi rời khỏi cuộc đua. Cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng sự ủng hộ dành cho các ứng cử viên độc lập và ứng cử viên của đảng thứ ba, bao gồm ông Robert Frank Kennedy Jr., đang gây tổn hại nhiều hơn cho ông Trump. Bà Harris dẫn trước ông Trump một điểm khi ông Kennedy tham gia cuộc đua. Và tuần trước, ông Kennedy được cho là đã ngỏ lời với ông Trump, đề nghị ủng hộ cựu Tổng thống, có thể là để đổi lấy một vị trí trong nội các nếu ông Trump thắng cử vào tháng 11. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã từ chối lời đề nghị này. Cũng trong ngày 27 tháng 7, phát biểu tại một buổi gây quỹ riêng do ca sĩ kiêm nhạc sĩ James Taylor phụ trách ở Pittsfield, Massachusetts, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tự nhận bà là người yếu thế trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới, đồng thời gọi đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump là hoàn toàn kỳ quặc. Việc bà Harris sử dụng từ kỳ quặc để mô tả đối thủ dường như là một phần trong chiến lược mới của Đảng Dân Chủ. Đội ngũ tranh cử của Phó Tổng thống Harris gọi ông Trump là già cả và khá kỳ quặc sau khi ông xuất hiện trên kênh truyền hình Fox News hôm 25 tháng 7. Tương tự như tại các điểm vận động tranh cử trước đó, Phó Tổng thống Harris một lần nữa so sánh nghề nghiệp của bà là công tố viên với hồ sơ của ông Trump là một tội phạm bị kết án, đồng thời khẳng định nỗ lực của bà là vì tương lai, trong khi cho rằng ông Trump chỉ muốn đưa đất nước trở lại quá khứ đen tối. Vài giờ sau, ông Trump cũng đã tung ra một loạt đòn tấn công lại tại một cuộc vận động ở St. Cloud, Minnesota, khẳng định rằng bà Harris sẽ phá hủy đất nước và chỉ trích bà về các vấn đề từ an toàn công cộng cho đến nhập cư. Thưa quý vị, theo tờ USA Today và Sky News, con đường tới Nhà Trắng năm nay đi qua 7 bang chiến trường là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố dừng tái tranh cử nhiệm kỳ 2 và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, bối cảnh chính trị của Mỹ đã thay đổi đáng kể. Một cuộc thăm dò được tiến hành trên quy mô toàn nước Mỹ cho thấy bà Harris có thể giành chiến thắng trước ứng cử viên Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, ở cả 7 bang chiến trường có khả năng quyết định kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, ông Trump vẫn dẫn trước một chút so với đối thủ ở Đảng Dân Chủ. Theo các cuộc thăm dò gần đây nhất, tỷ lệ ủng hộ dành cho ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ so với ông Trump tại 7 bang chiến trường như sau. Mặc dù các cuộc thăm dò sau khi Tổng thống Joe Biden dừng tranh cử chưa được công bố, nhưng khảo sát của Insider Advantage tiến hành vào ngày 15-16 tháng 7, vài ngày trước khi ông Biden quyết định rút lui, cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden ở Arizona. Trong số 800 cử tri tham gia khảo sát, 49% ủng hộ ông Trump, 44% ủng hộ ông Biden và 4% ủng hộ ứng viên bên thứ ba. Còn số chưa quyết định ủng hộ ai là 3%. Bà Harris có lượng ủng hộ thấp hơn ông Trump một chút, giành được 42% so với 48% của ông Trump. Tuy nhiên, theo giới phân tích, vì bà Harris vẫn là ứng viên Phó Tổng thống khi khảo sát diễn ra, nên việc xếp hạng của bà kém hơn ông Trump là không có gì đáng ngạc nhiên và kết quả này có thể thay đổi trong các cuộc thăm dò tiếp theo. Kết quả thăm dò do tạp chí hiến pháp Atlanta công bố vài giờ sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng cho thấy ông Donald Trump dẫn trước bà Kamala Harris một chút, lần lượt là 51% và 46%. Ngoài ra, 2% số cử tri tham gia thăm dò cho biết chưa quyết định ủng hộ ứng viên nào, 1% nói sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng thứ ba và 1% tuyên bố không bỏ phiếu cho ứng viên Tổng thống nào. Các cử tri da đen, nhóm nhân khẩu học quan trọng ở bang Georgia, đặc biệt thích bà Harris hơn ông Biden. Gần 87% người được hỏi cho biết họ có thiện cảm với bà Harris, so với 82% cũng nói vậy về ông Biden. một cuộc thăm dò độc quyền do Detroit Free Press thực hiện và công bố vài giờ trước khi Tổng thống Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước Tổng thống đương nhiệm 7 điểm phần trăm. Tuy nhiên, nếu bà Harris được đề cử là ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, con số đó có thể thay đổi. Cuộc thăm dò gần đây của một nhóm ủng hộ môi trường thiên tài cho thấy cử tri thích cựu Tổng thống Donald Trump hơn bà Harris với 46% bỏ phiếu cho ông và 41% chọn Phó Tổng thống. Theo kết quả cuộc thăm dò được tiến hành với 800 cử tri ngày 15-16 tháng 7 của Insider Advantage, ông Trump đang dẫn trước đương kim Tổng thống Biden ở Nevada với tỷ lệ 49% so với 42%. Nếu đọ sức với bà Harris, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã mở rộng khoảng cách với 50% phiếu bầu so với 40% của bà Harris. Tuy nhiên, con số này có thể khác đi nếu Phó Tổng thống Harris trở thành ứng cử viên chính thức. Mặc dù hiện không có cuộc thăm dò nào so sánh bà Harris với ông Trump, nhưng một cuộc khảo sát gần đây của Emerson College được thực hiện ngày 15-16 tháng 7 cho thấy ông Trump dẫn trước đương kim Tổng thống Biden 7 điểm với 47% số người ủng hộ so với 38% của ông Biden. Hơn một tuần sau khi bị ám sát hụt tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania, cựu Tổng thống Trump dẫn trước Tổng thống đương nhiệm Biden 4,4%. Tuy nhiên, ngay cả trước khi ông Biden tuyên bố rời khỏi cuộc đua, số liệu từ công ty thăm dò ý kiến của Đảng Dân Chủ Public Policy Polling cho thấy cử tri nhiệt tình với bà Harris hơn là Tổng thống Biden. Một cuộc khảo sát của Civic với 514 cử tri ở Wisconsin cho thấy ông Trump và bà Harris hòa nhau ở mức 48% với sai số 4,8%. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 7, ngay sau vụ ám sát hụt ông Trump và trước khi Tổng thống Biden rút lui khỏi cuộc đua. Vào thời điểm đó, 28% cử tri được khảo sát cho biết tuổi tác của Tổng thống Mỹ đương nhiệm là mối quan tâm hàng đầu của họ đối với khả năng Tổng thống đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!